Ok luôn mọi người nhá, lại làm cái hoàng kim anh em ơi. Thì dạo này mình sẽ làm video chuyện về cái ưu tố máy ở trung tâm anh em nhé. Bật quay OBS lên nó hơi giật anh em ạ. Và ở trung tâm đổ được rồi anh em. Cái này là không phải riêng hay bên cài receiver gì anh em nhé. Cái này là chỉ có làm trong cái máy nó không ở trung tâm anh em nhé. Anh em còn đưa nhiều ưu tố máy là ở trung tâm thì liên bắt đầu luôn. Anh em nào điện thoại thì dùng gen giảm trung tâm được anh em ạ. Bánh chay giảm tâm phun đỏ là quá ngon anh em ạ. Má bắn nó bê toàn đỏ luôn anh em. Kiểu là anh em nào biết bắt tâm thì mẹ mày bắn toàn đỏ không anh em ạ. Mình thì mình bắt tâm hơi ngu anh em. Cứ mỗi lần là bật quay là mình giật vài anh em ạ. Rất thà đấy anh em ạ. Nếu mà anh em giảm trung tâm bên mình thì anh em bắn 200 máu thì anh em có UV anh em nhá. Đi kiểu 200 máu anh em có UV. Còn lúc đi bắn 500 máu thì anh em vác một bên người ra khô máu anh em ạ. Ok video mình đến kết thúc anh em nhá. Đấy, anh nào có nhu cầu ưu tố máy với ở giảm trung tâm thì anh em đi Facebook mình anh em nhá. Facebook của mình sẽ để ở mô tả anh em nhá. Mọi người.